Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn ván đấu hay đánh trong giải cờ tướng Y Thái Bôi năm 2011. Bên đỏ đi tiên là kỳ thủ Tống Quốc Cường và người cầm bên đen là danh thủ Vương Thứ Nhất. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.吃。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 
吃。 将军。 吃。 吃。 吃。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。吃。吃。将军。吃。
吃吃将军将军và tiếp theo giao phần cờ cho xe 7-4 đến từ bên đen của vương từ trong bộ kế hình trên bên đỏ đã buông cờ xin thua các bạn thấy ngay đến tiếp có cho sĩ 4-5 bên đen đơn giản cho binh 1-1 thôi hình cờ tàn mà bên đen tỏ ra quá mạnh và vượt trội trong bộ kế hình trên như vậy kênh học của tướng online vừa gửi tới các bạn vào đấu trên xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.